Cô chào Quốc Thắng nhá. Cô vừa mới xem bài đọc của con. Hôm nay con thực hành các từ có chứa nguyên âm y ngắn đúng nhỉ? Và cô thấy rằng là con đọc khá là tốt, các từ của con khá là rõ ràng. Tuy nhiên là con chú ý cô có một cái nguyên tắc như thế này. Thứ nhất là con cần làm rõ các âm cuối khi con thực hành từ. Và thứ hai đó là những âm mà nó cần làm rõ khẩu hình miệng, ví dụ như âm sờ móc trong từ sheep. Sheep, sheep, sheep. Đó, rồi là từ fish, fish, fish. Đó. Tiếp theo đó là từ peak. Con chú ý là không đọc là beak. Nó nhầm với từ lớn thôi đấy nhá. Con đọc là peak, peak, peak. Từ này là âm peak, không phải beak. Con chú ý nhá. Tiếp là từ chicken. Từ này thì con đọc gần đúng rồi. Chicken, chicken. Tiếp là từ kitten, kitten. Từ này không đọc là kitten nhé, kitten nhé. Tiếp là phải từ kick, rồi đá bóng, kick, kick. Con không đọc là chick, con đọc kick, kick. Từ window thì con đọc gần đúng rồi. Window, 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 window. Con chú ý cho cô một vài từ mà cô đã chỉnh sửa nhé. Mình sẽ xem lại video của cô Phượng và đọc nhớ là mình làm rõ cái âm cuối nha, năm âm cuối của từ nha. Đó là một vài những lưu ý của cô trong cái bài ngày hôm nay của con. Cô chúc Thắng sẽ học tốt nhé. Cô chào Thắng nha.